Hôm nay là trưa ngày 30 Tết. Chúng tôi đang đi tìm mộ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Bảo Đệ. Khu vực này đã bị rào cản và gần như là không cho bất cứ ai thăm viếng trong cái dịp này. Cho nên đó là lý do tháng 11 vừa qua các linh mục cũng đã không thể nào tới đây để cử hành các cái thánh lễ cho các ngài. Và chúng tôi đã phải làm một cái hành động táo bạo là nhảy hàng rào để vào cái nơi này để tìm kiếm ngôi mộ huynh và đệ. Thưa quý vị, chúng tôi đã rất là may mắn đã tìm được. Đây là ngôi mộ Jacobe Đệ, có nghĩa là ngôi mộ của ông cố vấn Ngô Đình Du. Và đây là bà Phạm Lucia Phạm Thủy Thân. Kính thưa quý vị, đây là ngôi mộ mà chúng tôi có mục đích tìm kiếm vào buổi sáng ngày hôm nay. Vào buổi trưa ngày hôm nay, trong một cái buổi trưa rất là nắng gắt của thành phố Sài Gòn. Đây là mộ của ông Gioan Battista Huynh, có nghĩa là mộ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người sáng lập nền đệ nhất Cộng Hòa, đã bị Dương Văn Minh làm cuộc đảo chánh và sát hại vào ngày 2 tháng 11 năm 1963. Thưa quý vị, biến cố mùng 1 tháng 11 năm 1963 đã gần như kết liễu những cái ước vọng của quân dân miền Nam là để chiến đấu, để giành tự do, dân chủ và độc lập cho cả toàn diện hai miền Nam Bắc. Và cũng chính vì cái cuộc đảo chính này của Dương Văn Minh đã diễn đến cái biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 với cái lệnh đầu hàng, cũng chính từ cái kẻ phản quốc này mà đã giao cả miền Nam cho cái của những người đi xâm lấn từ miền Bắc. Ngôi mộ chứng tỏ không có cái sự thăm viếng thường xuyên và lâu dài trong thời gian qua. Những bông hoa đã héo và những cái chân nhang đã tàn ở trên ngôi mộ, và những cái vết loang có thể là của nến và cũng có thể là vì thời gian cho nên rất là dơ bẩn. Mà chúng tôi ngày hôm nay là ngày 30 Tết nên cũng không tìm ra bất cứ người nào để mà có thể làm sạch cái ngôi mộ này theo ước muốn của chúng tôi. Khi chúng tôi vào nơi này thì là một cái khung cảnh hoang vắng và gần như là có cái sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Nhưng mà rất may là ngày hôm nay là ngày 30 Tết cho nên chúng tôi không có người nào ở đây, và chính vì thế chúng tôi đã vượt rào, chui rào để vào thăm hai ngôi mộ mà chúng tôi hằng kính mến. Đây là những chùm hoa tigon mọc ở gần ngôi mộ của cố Tổng thống. Thì tại khu vực này có ba ngôi mộ liền nhau, đó là ngôi mộ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người khai sáng nền đệ nhất Cộng Hòa, và ngôi mộ kế tiếp là ngôi mộ của bà Lucia Phạm Thị Thân, mất ngày 2 tháng 1 năm 64. Và ngôi mộ thứ ba, tức là ba ngôi mộ này gần kề nhau, ngôi mộ thứ ba là ngôi mộ của ông Jacobe Đệ, tức là ông cố vấn Ngô Đình Du, cũng mất ngày 2 tháng 11 năm 63 bởi lũ phản tướng đã gây ra cái chết rất là thảm khốc cho gia đình họ Ngô và đưa đất nước của chúng ta tới một cái thảm nạn là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị, cho tới giờ phút này thì mọi cái chứng cứ lịch sử đã cho thấy chế độ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người khai sinh nền đệ nhất Cộng Hòa, cũng như đã thành công trong việc định cư hàng triệu người
Việt tị nạn từ miền Bắc đã cho thấy họ không phải là một chế độ gia đình trị, cũng như họ cũng không phải là một chế độ đàn áp tôn giáo như những người muốn đạt cái mục đích hạ bệ chế độ này đã đưa ra. Cho đến nay thì những cái luận điệu đó chỉ còn tồn tại trong những người cộng sản miền Bắc, trong sử sách của những người miền Bắc, của những người cưỡng chiếm miền Nam. Còn đối với những người quân dân miền Nam, và nhất là những người đã chịu ơn bởi cuộc di cư năm 1954, thì đều biết rằng chế độ này là một cái chế độ gương mẫu và hiếm có, và cả 100-200 năm sau, đất nước Việt Nam này cũng không có thể nào có một chế độ tương tự như vậy. Các tài liệu lịch sử cho thấy chế độ này đã có một cái sự hoàn thiện nhanh chóng chỉ trong vòng một thời gian ngắn, và đây là một cái sự mà cho tới giờ phút này tất cả những cái thành công của chế độ đó đã vẫn còn hiện diện ở cái đất nước này. Bây giờ người ta cứ nhắc tới những thành công trong một thời gian ngắn của nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa về chính trị, kinh tế, xã hội và giáo dục, kể cả văn hóa, giải trí. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay ở cái thành phố này, ở cái đất nước này, người ta luôn luôn ngưỡng vọng và tìm lại những cái gì đã mất của nền đệ nhất Cộng Hòa. Còn cái dư luận nói rằng đây là một chế độ đàn áp tôn giáo thì điều đó chúng ta không cần phải nói nhiều, là những cái chứng cứ lịch sử đã được tháo mở đã cho thấy Cộng sản đã lợi dụng các cái phong trào đấu tranh của Phật giáo để làm hủy hoại chế độ. Những cái hình ảnh biểu tình đưa bàn thờ xuống đường cũng như tự thiêu sau này đều cho thấy có cái sự dính líu rất là chặt chẽ của những người cộng sản. Vì vậy ngày hôm nay những người nào mà còn có cái luận điệu nói rằng đây là một chế độ đàn áp tôn giáo hay là gia đình trị, thì có lẽ họ là những người thiền cận, cùn mằn trong trí óc và không có một cái sự suy nghĩ chín chắn của một người bình thường. Ngày hôm nay chúng tôi tới đây thắp nén hương lòng và dâng lên các ngôi mộ những cành hoa để tưởng nhớ tới công ơn của quý vị đã kiến tạo cho miền Nam Việt Nam có một thời gian thanh bình và thịnh trị. Xin ngả mũ kính chào và luôn luôn nhớ tới các ngài.